Chị ơi, tóc của chị có muốn duỗi nhẹ cho nó ôm mềm nhẹ và nếp không? Tại vì em thấy tóc chị nó hơi bông. Khi tóc chị hơi bông này mà chị cắt ngắn lên ấy, thì nó sẽ hơi bị xù nhẹ. Duỗi nhẹ cũng được. Chị yên tâm đi, cái câu chuyện khi mà em tư vấn cho chị ấy, thì em vẫn còn cần phải xem là kiểu tóc đấy nó có phù hợp với mặt chị hay không. Chứ không có nghĩa là chỉ có mỗi là khiến tóc thôi thì kiểu tóc nó cũng đẹp đâu. Mà quan trọng nhất là nói chung là phải được mấy thứ, nó phải phù hợp mấy thứ. Thì gương mặt của chị ấy, thì em không muốn chị cắt chị quá ngắn đâu. Và em phải để cho chị dài qua vai này, thì tầm qua vai này thì cái vai chị nó mới đỡ bị to. Thứ hai nữa là gương mặt chị nó sẽ cân đối hài hòa hơn. Được không chị? Đây là tóc tự nhiên và nguyên bản. Bây giờ tìm một người phụ nữ mà tóc tự nhiên nguyên bản giờ hiếm lắm chị ạ. Tại vì từ cái thời Covid á, tóc của chị rất là ngắn. Xong rồi sau đó thì mình không có đi cắt tóc được á. Nên là chị để dài luôn. Và không có sử dụng hóa chất hay gì cả. Thực ra thì chị được biết đến cái chương trình hiến tặng tóc của em đối với các bệnh nhân. Dạ. Thì chị thấy nó rất là ý nghĩa. Có một cái điều rất là đặc biệt đó là ngày 20 tới đây thì chị đi Đức. Nên là chị rất là muốn là dành cái mái tóc của mình để dành tặng cho các bệnh nhân. Dạ. Vì với một cái mong muốn, chị muốn lan tỏa một điều rằng là cho dù mình đi đâu hoặc là học trò của mình, dù đi khắp thế giới, khắp phương trời thì cũng sẽ luôn luôn hướng về đồng bào của mình. Dạ. Yêu mến đồng bào của mình và có thể trao được cái giá trị gì đó. Ở 20 tháng 10 đi luôn á. 20 tháng 9 này chị sẽ đi. Thì chị cũng hy vọng rằng là mình sẽ làm được một cái gì đó ý nghĩa và cũng truyền tải cái thông điệp này tới tất cả các em học sinh của cô Tường Vân, các em học sinh sinh viên. Mong rằng là các em sẽ dù đi khắp phương trời, dù đi khắp thế giới, ở bất cứ đâu thì các em hãy lan tỏa những cái thông điệp ý nghĩa, yêu thương đồng bào của mình và giúp được cho cuộc đời một điều gì đó, một giá trị gì đó thì các em hãy nên làm nhé. Em phải chia sẻ một chút là em kiểm tra tóc chị, em thấy nó hơi ngắn đấy. Chị muốn cắt tới tầm nào? Thực ra thì chị được biết là cắt cái độ hiến cần phải tối thiểu là 25 cm, đúng không? Tóc của chị là tóc mà phần ngọn này nó hơi yếu vì đã làm hóa chất rồi ấy. Thì sẽ phải cắt sao, hơn. Em sẽ cắt hơn cũng được, không có vấn đề gì, miễn sao là nó có thể đảm bảo cái mái tóc để tặng cho người khác. Chắc là chị thì thôi nhỉ, chị để tóc đen tự nhiên thôi nhá. Ok, chị không nhuộm. Dạ. Nhưng mà chị đã tưởng tượng là sau khi cắt xong rồi mình phải thay đổi kiểu tóc như nào không? Hay là có phù hợp với gương mặt mình không? Thực ra thì cái mong muốn của chị ấy là tặng cho một cái người nào đó mà mình có thể giúp được cho họ. Còn về bản thân mình thì chị nghĩ rằng khi mà mình đã tặng được rồi, thì trao giá trị rồi thì như thế nào thì mình cũng vẫn rất là đẹp. Nói thế thôi, chị em vẫn phải làm cho chị đẹp nữa chứ. Đấy, mong rằng là các em học sinh nhìn thấy cô giáo chắc là làm gương hơn đúng không? Đây đây, đây. Đây đây, chị cắt lên trên đây đúng không? Chị ơi, em bảo một chút này, cái tóc này của chị nhá. Thì chị về chị để ngôi lệch lên sang bên này một chút cho em. Thứ hai là em cắt cho chị cái mái này thì tự nhiên auto cái phần gương mặt góc cạnh này chị nó nhỏ đi. Mặt chị nó nhỏ thôi. Mà em thấy chị để kiểu tóc này còn hợp hơn tóc dài ấy. Chị ạ. Chị ơi, của chị xong rồi nhá. Em cảm ơn chị nhá. Chị cảm ơn. Trẻ ra mấy tuổi chị nhỉ? Cảm ơn chị, em cảm ơn các bạn ở Hair Salon 1900 nhỉ? Dạ. Thực sự đến đây cảm thấy rất là một cái không gian rất là ấm cúng và các bạn rất là thân thiện ấy. Dạ. Rất là biết ơn các bạn đã dành thời gian cho mình.